Đầu năm này này gặp tuần tư. Mời anh em nhá. Đây. Đây hôm nay là anh em ăn kiểu ấy thôi. Nội bộ. Họp nội bộ thôi. Ăn nhẹ nhẹ kiểu Hàn Quốc vậy. Nhật Bản vậy. Như thế này này, lạnh chưa? Đấy. Đấy, như thế này nha. Tôi sẽ ăn thử cái này trước. Đây, chấm xì dầu mù tạt đúng kiểu Hàn Quốc, Nhật Bản á. Kiểu mình cứ vậy, ngon hết. Quá ngon rồi. Ăn miếng này nó có độ chua với độ thơm. Quả trắng nó đấy. Gặp nhau cuối tuần phát máu. Nó quả trắng á, bằng ngang bằng mỏng á. Nó để trong nó cá đây. Giờ mình gọi độ điều lên thì nó nước. Đấy nhá, trưa hôm nay là ba anh em chú cháu ngồi bảo thịt mẹo hay là làm bít ra một cá mú về. Thế em là phải tiền luôn. Đúng không? Không phải do dự gì hết. Mù tạt cay mấy. Không ạ, vừa vậy vừa. Mù tạt này, mù tạt Nhật Bản này. Còn cái loại mà xanh lè xanh lét ở Trung Quốc. Hàng xịn đấy. Đấy, ui giời ngon. Không, chưa cay, nó cho nhiều chưa cay. Đấy, mình máu là mình phải tiền luôn nhá. Đây nha, đây củ cải và gừng á, làm có 3 con cá mú hơn 3 cân vậy. Đây có 3 cân đấy, như cái video đấy, trước là mỗi ông 200 bạc làm cái lồng mà mắc 3 cân 3, đầu rẻ mà bình thường ăn thoải mái luôn. Đây nha, anh mua 2 con mà thấy 2 con sợ nó nhỏ ít. Không bác, anh mua 3 con là hợp lý đấy. Đây này anh em này, nhìn này, đây anh Sơn nhá, anh Sơn Thái này đấy. Nhìn xuyên qua bên kia luôn. Gớm luôn đấy. Đấy. Mình phải mua, mình mua tiêu tô nhiều nhiều. Nhiều đang còn trong nhà mà. Đang còn máy. Có máy. Có nhà còn. Đấy, như này. Ngon. Quên mua thêm ít mua đủ nữa. Không. Không cần húng nữa. Đấy nhá. Nó thơm, có vị của nó. Đấy. Ơm cất à? Ủa rồi. Niêm hết đến đâu. Bánh đa mà. Bánh đa. Tích thầu thịt mẹ làm con cá vượt. Cá vượt. Có cá vượt nhiều thịt lắm. Thịt mẹ về. Cá vượt 2 kg là nó thái chạo ấy. Hơn nhiêu đây liền. Cái mẹ nè. Vượt thì thái chạo nó làm cái gì? Thái chạo xong đầu đuôi xương cho nó cháo. Nó cháo. Ồ. Đúng kiểu mình ăn đấy nhỉ. Cháo đậu xanh. Ngon. Không, cá mú ngon. Ừ, kêu thư với mẹ mày ra ăn kìa. Nó ngọt hẳn đấy, đúng không? Cá vược mặc bụi cuối bằng nó. Cái gì? Cá vược ăn không có thịt, nó không có ngon bằng nó được. Con này hả? À? Nó đang gấp đôi tiền. Anh nói chuyện cứ giống như trong phim Hồng Kông vậy. Cá mú nó là về để mà ăn, gọi nó là ấy mà. Ở Hải Phòng là bọn em cứ ra làm con thôi. Xong mà đầu đuôi nấu lẩu. Rượu xong là làm thẳng 2 chén cún là no. Đâu ngoài đấy bọn em ăn cứ gỏi tôm này, gỏi cá mai này, gỏi cá mai Đồ Sơn nó là đặc sản mà. À này thấy coi trên báo ngư dân Thanh Hóa trúng đậm cá trích. À trúng đậm cá trích là sau Tết là đã trúng rồi. À, đấy mà Thái mà ăn gỏi thôi, thua lỗ luôn. Cá bé bé là gì? Ờ cá trích ăn. Cá trích lâm này, cá đen đen này.
cái ví dụ con cá này cứ thái cứ ngang cái đuôi này, cũng vậy là thái mà. Đây. Nhà cá bạch toàn ăn cá đấy không? Ngon lắm. Cá bạch bây giờ nó ăn cá cá nhạch mà vừa sang mà không vừa ăn. Thà luôn. À, cá bạch cá không thạch, ăn đâu. Ở, bây giờ ở mình ai ăn cá nhạch bọn nó cứ thích. Nó bạch nó cứ ăn cá nhạch mà. Phí tiền mà không ngon. Nó chỉ ăn cá gì với loại cá này. Cá nhạch. Cá rưa. Loại to. Cá dưa nó ăn tôm. Nếu mà có loại to cứ mà cho gừng mà ăn. Có gừng ăn cơm thì thôi, quá chê nhỉ. Cá tích đấy khoa ăn khoa khô ăn cơm sướng. Cá tích là kho nó mềm hẳn. Có nghĩa là nó cái xương nó nhừ luôn đấy. Nó khô lại á. Cá tích là phải khoa khô hả? Tích cứ cho nồi đất to. Cho thêm một tạ khác lại. Ngon luôn. Lên vị luôn không? Bài bản mà. Bình nữa mà không ăn mà. Bình. Lỡ gấp à? Toàn lỡ rồi. Nãy mới đưa 50 là không ăn đâu đấy. Là bố mừng bố bảo rồi. Ế rồi. Ế rồi. Đang tính mùng 10 lấy lương mua mà hôm nay mua rồi thôi. Mày. Tí nữa mình nghe chuyện kể. Giật nghi mình. Đúng là còn cá sảy hơn cá to. Đáng lẽ hôm nay mà bàn sớm ông Sơn đến sớm là cho ăn được trưa rồi đấy nhà. Bình không được ăn. Chị mới biết là trưa mà. Mà. Nhưng mà ăn không được uống rượu. Cay quá, à, ăn mặn quá. Cho thêm chanh vào. Chanh vào. Thêm tí mắm vào. Cái hết à ta? Cái gì? Cái dầu không còn. À mày rót đấy ông tí cho. Cho nó ngạt bớt đi. Đây kêu Bình cho miếng một cành đúng bài luôn. Chanh thêm vào không? Đó rồi. Thế rồi. Chanh nhiều rồi, chanh tao cho cả quả rồi. Tao nhiều chanh không ít chanh bọn mày đâu. Cho thêm một tảo nữa. Rồi. Bạn đây nhìn nhá. Đấy, miếng thịt cá xương đợi không? Đấy. Miếng thịt cá nhìn đẹp không? Bố con cả đâu, cả cho tí tí cho ăn. Tao cho nhiều. Bên này có 4 lần, 3 lần. 4 lần rồi. Rồi, bạn phải cay rồi. Ăn nó phải nó nồng nồng cho nó mũi nó mới sướng. Quá. Đây nha, bây giờ tôi sẽ chấm mắm tôm này. Đây mắm tôm. Mắm cay không? Đấy. Ăn đúng kiểu quê. Quê như Nhật Bản nó có ăn vậy đâu. Cũng ngon. Chả lẽ không? Mắm tôm này phải có thêm xả mà nữa, nó mới đúng bài. Còn ăn này thì nó mù tạt, nó xì dầu. Cũng ngon nữa, có trứng gà lòng đỏ, trứng gà ta đập còn lá nữa. Ăn mà chuẩn vị luôn đấy. Đập vào đây à? Ừ. Nó có độ ngậy ngậy nữa. Đúng rồi. Còn lại da thì trứng gà là độ ngậy đây. Để một đĩa trứng nó sẵn là cái viên phục vụ là cứ đập bỏ lòng trắng đi. Mỗi thằng một chén rồi đấy. Hết đập nữa. À, bọn Nhật là nó chấm bằng nước chấm bằng trứng sống. Ừ, Nhật ăn vậy con. Trứng sống có sao khi mua vào. Không có. Nghe có. Ôi, trứng ăn trứng gà ta. Có trứng gà ta nhỏ đó. Ừ. Chứ là có cầm đây. Nó mẹ mày ăn thì mày ăn đi mày cứ bắn lười cái mẹ cái thằng này nó ghét cái kiểu đó. Có sẵn thì lấy ra nhà bố. Đúng má mày lười vừa chứ. Mẹ nhà mày. Ừ, ăn. Ngon. Đúng bắt đầu không ăn gỏi là bắt đầu từ 21 là bắt đầu vào đây này là không ăn gỏi về đợt vừa rồi về quê. Đéo mẹ đây có được ăn đéo. Hôm nay bảo ăn cá sống thì ăn luôn máu chơi luôn. Đó, ông tỏi ăn mạnh đây thì vậy nhiều lắm đấy chứ. Ừ, nhiều thì tao ăn một mình tao ăn góc này rồi tao no à cứ bình tĩnh cứ ngồi nhâm nhi đi
thấy ăn no luôn. Đấy. Tươi đây. Các bạn biết này là gì không? Nhiều người cứ quay này các bạn bỏ giá đúng không? Cái này đó là củ cải. Và không gì? Ngâm giấm. Giấm là giấm nuôi ấy. Giấm nha, giấm giấm con giấm với giấm ta đó. Nó mới thơm. Có được bạn bố nhờ, mà lấy con quả. Cho trứng vào cho thêm miếng mù tạt nữa. Cay chẳng cay, bỏ bài chứ. Không, không cay lắm đâu, mù tạt nó dịu mà, mù tạt xịt nó dịu, nó không giống cá đâu. Mù tạt Hàn Quốc đâu. Bây giờ này anh bảo này, anh là anh thôi thôi anh lo cho mày 50, còn mày bàn cho bọn nó số căn mẹ đi, được không? Bàn cho nhau, căng quá. Đây, đấy, nước chấm nha. Căng cho mày bàn ra đây. Hả? Alo. Này thì sống sao được. Ờ sao đi sao không bị bụi này. Sao như mày mà là vậy. Bảo mua cho thằng anh nhưng mày đứng ngoài mua. Kéo bình cũng phải thêm một tản nữa mà. Thế mà cứ đã mấy đúng không? Ăn cũng phải há mồm một kịp kìa. Cái gì? Không, 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 không. Tao đéo bàn kiểu đó. Mày đứng bàn đấy. Tao đéo bàn. Đi đéo còn về chỉ làm việc mỗi mày. Đéo làm việc này. Thì mày xem mày bàn được sao mày bàn. Đi bàn nhau như nào còn đi mày về thì anh mày. Sam đâu? Chào đi, chào, chào Sam. Nó bảo thế mày cũng làm nào mày diễn cho anh với mày lấy chỗ mẹ tao về rồi còn nhậu với mày nào nhá. Nào, tôi xin phép anh em nhé, tôi kết thúc video tại đây để anh em tôi tập trung vào cái chuyên môn cái. Chúc mừng nước chấm mới. Nào, mừng cái vụ nước chấm mới. Tám trăm. Gì? Nhung nhu. Bao nhiêu? 800. Cái gì vậy?